Những năm gần đây, bệnh bạch hầu vẫn xuất hiện rải rác với nhiều ca mắc mới, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong do bạch hầu tại tỉnh Nghệ An. Cụ thể, tỉnh Hà Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong tháng 1, 2 và 4 năm 2024. Tại các ổ dịch cũ gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp mắc và tử vong vào tháng 6 năm 2024 tại huyện Kỳ Sơn. Tỉnh Bắc Giang ghi nhận một trường hợp mắc bệnh vào tháng 7 năm 2024 tại huyện Yên Hòa, có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong của tỉnh Nghệ An. Tỉnh Thanh Hóa đầu tháng 8 cũng ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện Mường Lát. Trường hợp tử vong do mắc bạch hầu được ghi nhận tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân là em PTC 18 tuổi, trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Trước đó vào ngày 24 tháng 6, nữ sinh này có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi. Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 6, C đang tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Ngày 30 tháng 6, C được gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn điều trị. Ngày 4 tháng 7, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, C được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4 giờ sáng ngày 5 tháng 7, bệnh nhân C tử vong và được hướng dẫn xử lý y tế. Hay gần đây nhất vào ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 3354 về việc công bố dịch bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Theo các chuyên gia y tế, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu sinh độc tố. Bệnh lưu hành trên toàn cầu và thường gặp các ca bệnh tản phát hoặc các dịch vụ nhỏ, chủ yếu ở nhóm dưới 15 tuổi không được tiêm vaccine. Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu ở người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Đây vừa là ổ chứa vừa là nguồn truyền bệnh. Hiện nay, mọi lứa tuổi đều có thể bị mắc bệnh nếu không có miễn dịch đặc hiệu hoặc nồng độ kháng thể ở dưới mức bảo vệ. Bệnh có thể gây biến chứng viêm cơ tim, nhiễm độc thần kinh dẫn đến tử vong do ngoại độc tố của vi khuẩn. Theo thống kê chung của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong của bệnh bạch hầu có thể lên tới 5-10%. Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có các giả mạc trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên hiện nay, bệnh bạch hầu vẫn chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Để chủ động phòng tránh bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần đưa trẻ đi tiêm các vaccine đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp hoãn tiêm thì cần tham gia tiêm chủng sau đó sớm nhất có thể. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, người bệnh cần phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời. Người dân tại nơi có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc điều trị dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Đối với các khuyến cáo để có thể phòng bệnh bạch hầu cho người có tiếp xúc thì tôi nghĩ rằng là rất là đơn giản, bởi lẽ là ai trong số chúng ta cũng đều trải qua dịch Covid-19, nên tất cả những cái khuyến cáo đối với dịch Covid-19 chúng ta đều có thể áp dụng một cách hiệu quả ở đây. Cụ thể là đối với tất cả những ai có tiếp xúc với bệnh nhân được chẩn đoán là bạch hầu hoặc là đang nghi mắc bạch hầu thì việc đầu tiên cần phải làm đấy chính là khai báo y tế. Tức là chúng ta cần phải thông tin cho cơ sở y tế biết về cái tình trạng phơi nhiễm và tiếp xúc của chúng ta để các cán bộ y tế có thể giúp chúng ta cách ly cũng như là giúp chúng ta có thể lấy bệnh phẩm để chúng ta có thể chẩn đoán sớm và điều trị. Thứ hai là đối với những trường hợp tiếp xúc với cả bệnh nhân bạch hầu hoặc nghi mắc bạch hầu thì có thể nhận được các cái biện pháp dự phòng phù hợp để chúng ta có thể tránh cái việc là chúng ta tiến triển thành bệnh nặng. Thì cái việc dự phòng ở đây chúng ta có thể dự phòng bằng thuốc kháng sinh, nên là cũng là một cái biện pháp hiệu quả để chúng ta có thể phòng bệnh. Và vấn đề thứ ba đối với cả những cái trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân bạch hầu, đấy là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải tiến hành truy vết để chúng ta khoanh vùng, để xác định những cái đối tượng có nguy cơ mắc cao để chúng ta có thể đưa ra các cái biện pháp can thiệp một cách phù hợp. Và như tôi cũng đã đề cập thì rõ ràng trong trường hợp này thì 5K vẫn là một cái biện pháp
mặc dù rất là đơn giản nhưng thực sự là hiệu quả để giúp cho chúng ta có thể phòng bệnh cũng như là quản lý tốt những người mà đã có tiếp xúc với bạch hầu. Và một điều nữa tôi cũng muốn nhắn nhủ tới quý vị khán giả, đấy là bạch hầu thì các anh chị có thể nghe rất là khủng khiếp, nhưng mà chúng ta có thuốc điều trị, chúng ta có biện pháp điều trị, cho nên chúng ta nếu có tiếp xúc với bệnh nhân bạch hầu thì cần phải được khai báo để chúng ta có thể tiếp cận với các cái biện pháp phòng và điều trị một cách sớm nhất. Đối với vaccine bạch hầu thì phải thú thực rằng là nó là một trong những cái vaccine lâu đời cũng như là một trong những cái vaccine hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Và người ta đánh giá rằng là vaccine bạch hầu ngoài hiệu quả ra thì nó lại thực sự là rất là an toàn và một trong những cái vaccine an toàn nhất ở trên thế giới. Thì hiện nay vaccine bạch hầu đang được sử dụng ở Việt Nam trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong mũi tam liên. Mũi tam liên ở đây hiểu rằng là cái mũi bạch hầu thì luôn luôn được tiêm cùng với bạch hầu, ho gà, uốn ván. Nghĩa là chúng ta có 3 bệnh truyền nhiễm có thể phòng được bằng vaccine và có thể tiêm trong một mũi vaccine duy nhất. Thứ hai, cái điểm lưu ý nữa cũng làm cho các quý vị khán giả có thể dễ nhớ, đấy là bạch hầu là chúng ta tiêm trong vòng 3 tháng liên tiếp. Tức là hiện nay chương trình tiêm chủng mở rộng đang khuyến cáo tiêm vaccine bạch hầu cho trẻ 2 tháng tuổi. Như vậy trẻ sẽ nhận được mũi tiêm bạch hầu ở tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4. Và sau đó trẻ sẽ được khuyến cáo thêm một mũi tiêm nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi. Và chúng ta có thể tiêm thêm một mũi nữa nhắc lại khi mà trẻ bắt đầu vào cái tuổi đi học, là cái đối tượng mà nguy cơ mắc bạch hầu, bởi vì là bắt đầu tiếp xúc trong cái môi trường học đường, môi trường đông người. Vâng, thì cái vaccine đó thì tiêm hoàn toàn an toàn và hữu hiệu. Và thậm chí là đối với những trường hợp phụ nữ mang thai có nguy cơ cao thì cái vaccine bạch hầu cũng rất là an toàn và hoàn toàn có thể chỉ định giống như là tiêm phòng vaccine uốn ván này. Hiện nay đối với vaccine bạch hầu thì trước cái tình trạng của Việt Nam, bởi vì cái chương trình tiêm chủng mở rộng của chúng ta thực hiện tương đối là tốt, cái tỷ lệ bao phủ vaccine trong quần thể của Việt Nam trong nhiều năm đạt được đều trên 90%. Điều đó làm cho việc là chúng ta gần như đã đạt được miễn dịch cộng đồng đối với nhiều bệnh, bao gồm có bạch hầu, ho gà, sởi. Tuy nhiên ở một số địa phương, đặc biệt là ở những nơi mà chưa đạt được cái độ bao phủ vaccine cao, thì đấy sẽ là những cái nơi mà chúng ta nên ưu tiên dành vaccine cho khu vực đấy. Thì những cái khu vực đó thì sẽ được xác định bởi các cái cơ quan y tế, nên quý vị khán giả hoàn toàn có thể tiếp tục theo dõi các cái khuyến cáo của các cơ quan chức năng của Bộ Y tế để biết được rằng là cái khu vực của mình sống có phải là cái khu vực cao cần phải ưu tiên tiêm vaccine cho người lớn hay không. Nếu mà có thì chắc chắn là quý vị khán giả sẽ được tiếp cận với cả các cái chiến dịch tiêm vaccine của Bộ Y tế để được tiêm phòng một cách hiệu quả.